thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió, bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly, khi ít, khi nhiều. Check reply 1997. Thời điểm này, chắc hẳn các bạn học sinh đang tiến gần đến buổi tổng kết năm học và đón chờ một kỳ nghỉ hè đầy thú vị. Tuy nhiên, với những bạn học sinh lớp 12, buổi tổng kết năm nay có lẽ sẽ là lễ tổng kết cuối cùng của quãng thời gian học sinh, là thời điểm bắt đầu chia xa những năm tháng thanh xuân tuổi 17. Dù cho bạn có trân trọng khoảng thời gian này không, hay đây là đoạn ký ức bạn muốn xóa khỏi cuộc đời mình nhất, thì những năm tháng ấy cũng đã từng tồn tại. Có lẽ bạn đã từng là những cô gái, chàng trai mang trong mình nhiệt huyết của tuổi trẻ, là người đứng dưới sân trường mỗi sớm thứ hai với tâm trạng hào khởi hay chán ghét, là bài văn viết mãi không xong, là bài toán cần người giải giúp, là sự bất lực sau mỗi kỳ thi hay niềm hân hoan được chuyện trò cùng ai lúc tan trường. Tất cả điều ấy đã nhào nặn lên chúng ta, những con người chuẩn bị từ biệt tuổi 17 để bước về tương lai phía trước. Tôi chợt nhớ lại ngày tổng kết cuối cùng của mình. Khi đó tôi đã khóc, khóc ở khoảnh khắc cả lớp đồng thanh cất lời bài hát chia tay, khóc ở giây phút chụp chung những bức ảnh cuối cùng, khi mà chúng tôi biết rằng đây có lẽ là lần cuối được đứng cùng nhau đủ đầy, trọn vẹn. Và cũng chính lúc hoài niệm về quãng thời gian cấp 3 của mình, tôi bỗng nhiên nhớ đến cuốn sách Gửi Thanh Xuân Không Bao Giờ Ngoảnh Lại của tác giả Linh Chi. Cuốn sách như một chuyến tàu một chiều đưa tôi về với những ký ức của tuổi trẻ, của những năm tháng bên bạn bè, thầy cô, để rồi bật cười. Thì ra mình cũng từng ngốc như vậy. Tôi của năm 16 tuổi. Năm tôi 16, cuộc sống là một khái niệm vừa được mở ra. Tôi mơ hồ lần mò từng bước để tìm hiểu ý nghĩa của nó. Tiếc rằng càng cố gắng lại càng nhận thấy mông lung bất tận. Cuộc sống là một cánh đồng trống, trắng toát một màu nỗi buồn, vô thanh, vô hình. Chỉ có tôi là trơ trọi chạy với đôi chân trần mệt mỏi. Trong mỗi người là một cánh đồng như thế. Hẳn khi còn là đứa trẻ, bạn đã từng xem các anh chị cấp 3 như những người hùng vĩ đại, và quãng thời gian học cấp 3 thật huy hoàng như tác giả Linh Chi của tuổi 16. Và càng lớn lên, bạn chỉ mong sao khi mình cũng ở quãng thời gian mà người ta hay gọi là đẹp nhất của tuổi thanh xuân, bạn sẽ sống hết mình, sống trọn vẹn và huy hoàng như các bạn đã tưởng tượng về những anh chị cấp 3 lúc còn nhỏ. Nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều so với trí tưởng tượng của một đứa trẻ con, như cách mà tác giả ví năm 16 tuổi, năm đầu tiên của 3 năm cấp 3, là một món salad nhàm chán mà nếu được, bạn chỉ muốn từ chối thưởng thức. Bức tranh màu hồng về những năm tháng cấp 3 bị xé toang khi sự thật trước mắt vô vị và lạnh lẽo. Ở một xã hội thu nhỏ mà điểm số là kẻ cầm đầu, vượt mặt cả những điều mà người ta trân quý gọi là tình bạn, những kiểu người khác nhau quy tụ trong cùng một môi trường, họ lạnh lùng với nhau như thể mỗi người tự sống trong vỏ ốc của chính mình, rồi dựng lên những vở kịch nghèo nàn và đê hèn để lấy lòng, cưa cọc nhau. Bọn con gái quyến rũ đám con trai, tỏ vẻ yếu đuối và dễ bị tổn thương, cùng sống trong một thế giới ảo mang tên Facebook, để trưng lên những cảm xúc dối trá khác xa thực tế, để mọi người ngưỡng mộ những mảng màu đầy giả tạo. Cấp 3 lúc đó với bạn là những ngày tháng cố tạo cho bản thân giống họ,
những con ốc luôn nằm yên trong vỏ, không đủ mạnh mẽ và can đảm để bảo vệ người thầy bạn yêu quý chỉ sau một câu hỏi thăm 33 ưu tiết. Cũng từng sừng sỏ, cũng đánh hội đồng đứa mình ghét, không chỉ vì mình ghét nó mà còn sợ bị bạn bè cười nhạo vì chết nhát. Mọi tâm sự bạn đều phải nhờ vào một thế giới ảo, nơi mọi người không ai thấy mặt nhau, và bạn vô cùng thoải mái chia sẻ những cảm xúc thật của mình. Ban ngày quá nhàm chán và khép kín, nên đâm ra tự bi kịch khóa và phóng to những nỗi buồn vô cớ của mình lên, rồi ngồi ngắm nhìn chúng trong đêm. Nhàm chán đến mức chỉ còn việc ngồi ảo tưởng rằng mình khổ sở. Thế nên, đó cũng là một lý do để ngụy biện, để bịt mắt, để giật giờ ngay giữa đêm tối không màu. Họ và bọn mình đều lựa chọn sự cô đơn, không vì bất cứ nguyên do nào, chỉ là lựa chọn cô đơn. Những đứa trẻ đặt tên cho nhau. Nếu bạn đã là cám, thì bọn cùng đóng vai trong vở Tấm Cám cũng sẽ mang tên nhân vật như bạn, như Tấm, Dẻ, Bóng, hay cái tên như Ảt, thì cũng chỉ đám bạn thân chung tổ biết thôi. Và như tác giả của tuổi 16, bạn thân là con trai như Hoàng cũng được việc đấy. Khi thì nhờ Hoàng xin vào lớp học thêm để được học chung với người bạn học mà bạn thích đầu tiên ở trường, lắng nghe và bất bình thật sự với những điều bạn tâm sự. Đèo bạn đi học, lập một bản kế hoạch dở nhất trên đời để bạn làm lành với người yêu. Tuy hơi keo kiệt, nhưng có Hoàng, bạn như chút được rất nhiều tâm sự. Tôi của năm 17 và sự xuất hiện của chàng trai mùi biển. 17 năm hít thở không khí của nhân gian, nghe thật to tát, bọn mình vẫn mãi không hiểu chuyện, không biết thế nào là đau thương, không có cơ hội để sử dụng ý chí, không có ước mơ nào để lao vào, càng không có một tình yêu để điên cuồng, đến buổi chiều hè có trong tay cũng để đánh rơi đi lãng phí. Nỗi sợ hãi của những đứa con gái cấp 3 là phải ngồi một mình. Và bạn đã rơi vào trường hợp đó. Chỉ vì Diệu Linh, một đứa bạn vừa chuyển đến, bạn đã bị nó đẩy ra để ngồi cạnh trong buổi chào cờ, và ngồi một mình trên cái ghế gãy một chân do số ghế chỉ vừa đủ khi Diệu Linh chưa đến. Rồi, vẫn là Diệu Linh, đứa học hành chẳng giỏi môn nào nhưng là cháu cô hiệu phó. Nó đã đi xin điểm những môn công nghệ, giáo dục công dân để đứng nhất lớp, vị trí mà lẽ ra là của bạn, nhưng bạn đã ấp con không cho bài thi học kỳ môn hóa. Bạn đã bắt đầu ghét nó. Bạn cũng ghen tị với Hoàng My, người bạn học rất giỏi, giàu có và được rất nhiều like trên Facebook. Cô giáo hoài nghi khi bạn, một đứa từng đứng thứ 25 trên 33 của cái lớp ở dưới cùng xã hội, đạt giải nhất toàn trường môn tiếng Anh, môn mà nhiều đứa thi nhất, và bạn lại là đứa duy nhất trong lớp có giải. Từ một đứa cô chưa bao giờ nhớ tên, bạn thành cái gai trong mắt cô giáo và phải trả lời tất cả những câu hỏi hóc búa của cô, có khi chẳng liên quan gì đến tiếng Anh. Cô giáo không tin bạn, cô lại càng không. Mọi người không ai tin mình. Năm đó, bạn bị hạ hạnh kiểm vì vô lễ với cô giáo tiếng Anh. Những tưởng cuộc đời cấp 3 sẽ tiếp diễn nhạt nhẽo và vô vị. Thực ra thì vẫn vậy, vẫn nhiều rắc rối, sự đố kỵ đấy thôi. Nhưng một câu chuyện ngôn tình xuất hiện, mà cô gái Linh Chi 17 tuổi là nữ chính, cùng với CT đã làm thanh xuân của cô có gia vị hơn. Là chàng trai ngồi đợi bạn 3 tiếng đồng hồ với 2 cốc trà sữa đã nguội, một chàng trai ấm áp mang hơi thở của biển, nhưng mẹ cậu luôn nồng nặc mùi rượu. Cậu ấm áp nhưng cô đơn, am hiểu
và dường như không thuộc về thời gian này. Có những thời khắc, trái tim con người rất dễ dàng bị kích động. Như thể có một đám bay nào trên trời rơi tẩm vào lồng ngực, khiến lý trí choáng váng và nôn nao. Não bộ bằng một cách nào đó đã lựa chọn, khắc ghi và hằn sâu một cảm giác này mà không phải cảm giác nào khác. Hương vị tình yêu học trò giữa hai đứa trẻ cấp 3 cũng như bao cặp đôi khác kể về chuyện trường lớp, tin tức thời sự, rồi cùng ra quán cà phê, cùng học bài, đợi nhau để cùng đến trường, cùng đi về, tâm sự và cả giận hờn nhau. Tuổi 18, trưởng thành và mơ ước. Ai từng trải qua tuổi 18 mà tự hỏi ước mơ của mình là gì chưa? Sẽ có những bạn không thích gì, cũng chẳng có ước mơ, và chọn đại trường nào đó trong khả năng của mình, như bóng. Và có những đứa có tương lai sáng lạn và rõ ràng như ghẻ, một họa sĩ nghiệp dư mà đâu đâu cũng có bút tích của nó, lại đăng ký vào trường quân đội vì bố mẹ làm việc trong quân đội. Trong khi đó, đạt béo chọn trường mà bạn chưa bao giờ nghe đến, và mọi người thì không biết tốt nghiệp ngành đó nó sẽ làm gì, nhưng đạt béo thích trường đó, đó là ước mơ của nó. Nhưng còn bạn, một người chưa từng tham gia một vở kịch nào, chưa từng tham gia hoạt động văn nghệ nào của trường, ngoại hình cũng không ưa nhìn, và bạn đen như một cái bánh rán cháy, lại mơ ước được vào trường sân khấu điện ảnh để làm diễn viên, để sống những đời sống khác, để trốn tránh thực tại. Bạn bè cười nhạo bạn vì chẳng ai tin một ước mơ như vậy ở tuổi 18. 5 giờ sáng ngày cuối cùng trường sân khấu điện ảnh nhận hồ sơ, bạn đã gọi cho Hoàng và khóc. Bạn bất lực, chán nản với mọi thứ. Tuổi 18 là lúc quyển sách Những điều cần biết về các trường đại học cao đẳng trở thành kinh thánh để gối đầu giường. Là lúc mà bạn có hàng chục đề thi thử phải làm, phải quay mòng mòng những công thức lượng giác, công thức hạt nhân, phóng xạ, tên của mấy mươi tác giả. Không khí trong lớp vẫn vậy, vẫn náo nhiệt, nhưng nghiêm túc hơn hẳn. Mọi người trở nên căng thẳng và lo lắng, bởi vì đời chúng ta được quyết định bằng một bộ hồ sơ, bằng cái tên trường đại học trong bộ hồ sơ. Để khi 18 tuổi, chúng ta muốn làm nhiều thứ. Chúng ta muốn xê dịch, muốn được đi khắp nơi để ăn cái bánh taco đúng chuẩn Mexico, cưỡi ngựa một lần trên thảo nguyên Mông Cổ, và đi tìm bầu trời Estonia rốt cuộc rơi xuống từ đâu. Nhưng chúng ta chỉ giỏi hoang tưởng, nhưng vẫn mãi mãi là đứa trẻ nhút nhát, được bao bọc và vẫn chưa lớn. Chúng ta vẫn tin câu nói đại học không phải là con đường duy nhất để thành công, nhưng lại không đủ giỏi giang và can đảm để từ bỏ nó. Giờ đây, khi cánh cổng trường cấp 3 khép lại, khi mọi sự che chở và bảo bọc không còn nữa, một mình bạn sẽ đón chào thế giới, một mình đương đầu với những khó khăn, những đắng cay của cuộc đời. Nhưng mà dù ngày mai có ra sao, bạn vẫn có quyền tin. Bên đường có hoa, trong lòng có lời ca, trên trời có những vì sao, nơi mà chúng ta đến nhất định sẽ có khung cảnh mỹ lệ nhất. Tôi tin rằng cả tôi và bạn đều trưởng thành theo những ký ức như vậy. Trong tuổi trẻ có mệt mỏi, có tương tư, có bỏ lỡ, và cả những phút giây phấn đấu hết mình. Đặc biệt, có một phần quan trọng mà nếu thiếu đi thì thanh xuân sẽ không thể trọn vẹn nữa. Những người bạn. Nhắc về những người bạn,
trong tâm trí tôi nhớ ngay đến cuốn tiểu thuyết nhẹ nhàng, điều tuyệt vời nhất của thanh xuân, nơi có câu chuyện thật ngọt ngào và đẹp đẽ về tình bạn, mà không hẳn là tình bạn, của Cảnh Cảnh, Dư Hoài hay giữa hai người họ, cùng với Lộ Tinh Hà, Tự Niên Niên, Dạng Đơn, Từ Diên Lượng, Trong Mạc. Một Cảnh Cảnh mới lớn đầy bối rối, chỉ biết đi theo định hướng của người lớn, vẫn đang trong quá trình trưởng thành và tìm ra cho mình ước mơ chân chính. Để rồi sau khi thi đỗ vào Chấn Hoa, cô đã trải qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ bên cạnh những người bạn, dần trưởng thành và tìm ra được điều mà bản thân thực sự muốn làm. Một Dư Hoài cùng bạn học giỏi, chơi bóng rổ hay, nhưng cũng không kém phần nghịch ngợm, sẵn sàng vì bạn bè mà đối đầu với thầy giáo. Một Lộ Tinh Hà, cậu công tử nhà giàu luôn bất cần, vi phạm kỷ luật của trường, nhưng vẫn luôn được bỏ qua nhờ gia cảnh giàu có. Nhưng tất cả những gì cậu làm, tưởng như là chống đối lại nhà trường và ông bố nghiêm khắc, nhưng đó chỉ là cách cậu thể hiện bản thân và đồng thời thể hiện sự bất mãn vì không được theo đuổi niềm đam mê hội họa. Và còn có Tự Niên Niên, cô học trò cá biệt, tính cách phóng khoáng, nghịch ngợm, nhưng khi gây ra lỗi lầm cũng rất sợ hãi. Từ Diên Lượng, cậu bạn có phần ngây ngô, mọt sách, nhưng luôn cố gắng hoàn tất tốt công việc của một cán bộ lớp được thầy cô giao phó. Hay Dạng Đơn, cô bạn thân ngây thơ của Cảnh Cảnh, luôn một mực thích và theo đuổi cậu bạn học giỏi Hàn Tự. Và hay Trung Mạn, cậu bạn thân của Dư Hoài, tuy học rất giỏi nhưng tính cách lại rất hài hước, có sở thích xem tạp chí người lớn. Tất cả bọn họ đều chẳng khác gì chúng tôi của năm xưa, mỗi người một tính cách nhưng đã luôn thấu hiểu, lắng nghe và giúp đỡ nhau, dù đôi khi cũng giận dỗi và cãi vã đấy. Giờ đây, mỗi khi đọc Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, tôi lại thấy hối tiếc thanh xuân của mình, dẫu cho có những thời gian khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Song, cuối cùng, tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Thanh xuân rất đẹp, thực sự rất đẹp, bởi lẽ những bồng bột ngây thơ của những đứa trẻ mới lớn vẫy nên bức tranh thanh xuân, những chớm màu khác biệt và lạ lẫm. Vậy nên, trước khi tạm biệt thời thanh xuân này, sao bạn không một lần hồi tưởng lại, để tất cả những điều tươi đẹp trong suốt bao năm tháng ấy lưu lại kỹ hơn trong ký ức mình, và đem bao nỗi buồn ném hết đi thật xa.